Đây là Samsung Galaxy S23 Series, ba chiếc máy vừa mới ra mắt của nhà Samsung. Mình có Galaxy S23, Galaxy S23 Plus và Galaxy S23 Ultra. Thực tế khi mình cầm ba chiếc máy này trên tay kết hợp với những cái đổi mới mà Samsung đã giới thiệu trong buổi ra mắt thì so với thế hệ trước, Galaxy S23 có rất là nhiều những cái nâng cấp và đây là những cái điểm nâng cấp sáng giá trên Galaxy S23 Series mà mình đã tổng hợp được và trên tay. Và video này mình sẽ chia sẻ nhanh về những cái cảm nhận của mình cũng như là những điểm nâng cấp sáng giá trên Galaxy S23 Series nhé. Đầu tiên, cái sự thay đổi về thiết kế nó nằm ở chiếc Galaxy S23 và Galaxy S23 Plus khi mà Samsung họ bỏ hẳn luôn miếng thép viền cụm camera trên thế hệ Galaxy S22 trước đó, chỉ còn đúng ba cái camera được ốp khít vào mặt lưng. Phần mặt kính sau của Galaxy S23 cũng như là phần mặt kính trước được vác phẳng và ốp khít vào phần viền. Mặt kính trước sau đều sử dụng chất liệu Gorilla Glass Filter 2. Thiết kế này vốn đã đẹp trên chiếc Galaxy S22 trước đó rồi. Nó phẳng nhưng mà phần khung viền Samsung sử dụng cái chất liệu là khung nhôm Armor Aluminum vẫn được bo cong nhẹ một xíu nên cái cảm giác khi mình cầm S23 hay là S23 Plus là cực kỳ thích. Bản S23 và bản S23 Plus nó đơn thuần chỉ khác nhau là về kích thước màn hình thôi, còn lại nó giống nhau cả. Cụ thể thì S23 màn hình của nó là 6.1 inch, chiếc S23 Plus màn hình của nó là 6.6 inch. Tấm nền sử dụng của hai màn hình này đều là Dynamic AMOLED 2X, tần số quét màn hình là 120Hz, vân tay siêu âm bên dưới màn hình. Lần này thì viên pin của Galaxy S23 và S23 Plus có sự nâng cấp nhẹ hơn so với thế hệ trước. Cụ thể là S23 nó sử dụng pin 3900mAh, sạc nhanh 25W. Galaxy S23 Plus nó dùng viên pin là 4700mAh, sạc nhanh 45W. Về camera thì cả hai chiếc máy S23 và S23 Plus sử dụng cảm biến sâu giống nhau. Cụ thể là một góc siêu rộng 12MP, khẩu độ là f2.2, một camera chính với cảm biến là 50MP, khẩu là f1.8 chấm rung quang học OIS, một camera tele 10MP hỗ trợ zoom quang 3x chấm rung quang học OIS và zoom tối đa là 30x. Camera trước của máy sẽ có độ phân giải là 12MP. Và đây chính là chiếc máy mà mình thực sự kỳ vọng và rất mong muốn cầm trên tay nó. Đó chính là chiếc Galaxy S23 Ultra. Thì đây là chiếc máy thực sự mình tưởng chừng như là không có gì ngạc nhiên khi mà mình cầm. Nhưng mà thật sự khi mà cầm xong mình lại cực kỳ rất là ấn tượng với nó. Theo Samsung thì đây là cái sản phẩm thiết kế thân thiện với môi trường, bởi vì nó sử dụng kính là kính tái chế cũng như là một số những cái phụ kiện nhỏ như là khay sim này, nút nguồn, những cái chi tiết rất là nhỏ như vậy, nút tan giảm âm lượng thì được làm từ nhôm tái chế cũng như là một số bộ phận nhỏ khác. Tổng quan về thiết kế bên ngoài thì công tâm mà nói thì thật sự rất khó để phân biệt Galaxy S23 Ultra với Galaxy S22 Ultra nếu như mà các bạn chỉ nhìn lướt qua. Chỉ khi mà mình cầm vào mình mới cảm nhận được cái sự khác biệt của nó. Đầu tiên đó là chiếc Galaxy S23 Ultra nó vuông vức hơn. Để ý thì các bạn cầm vào các bạn sẽ cảm giác là cái phần cạnh được vác phẳng. Và nhìn thì các bạn sẽ thấy là cái phần cạnh, hai cạnh bên đó, được Samsung họ vác phẳng đi một xíu. Thì cảm giác cầm nó cũng không khác gì mấy, nó không có bị khó chịu hay là cấn tay. Nhưng mà nó tạo một cái cảm giác khá là thích thú, mới mẻ khi mà mình cầm cái chiếc máy này. Cái thứ hai là mình cảm giác nó đầm tay hơn. Mình chưa đo thử trọng lượng nhưng mà cảm giác là như vậy. Cái thứ ba là cái cụm camera sau của Galaxy S23 Ultra nó được làm to hơn. Cái viền cũng trông hầm hố hơn chiếc Galaxy S22 Ultra trước đó. Cá nhân mình á, thì mình sẽ thích cái kiểu viền như thế này trên Galaxy S23 Ultra. Và cũng dễ hiểu thôi, bởi vì cái lần này Samsung họ trang bị một cái cảm biến chính lên tới 200MP ở trên chiếc Galaxy S23 Ultra thay vì là 108 như thế hệ trước. Và cái tính năng quay video 4K thì vẫn được giữ lại. Nhưng mà mình đưa nó vào trong này để nói bởi vì Samsung họ đã mở rộng cái góc quay từ 57 độ lên 80 độ thì lúc này cái 8K của mình nó được rộng hơn. Và cụm camera chính của Galaxy S23 Ultra được tăng gấp 2 lần biên độ chống rung từ 1.5 độ lên 3 độ. Điều này theo thông số ấy, nó sẽ có nghĩa là việc quay video nó mượt mà hơn rất là nhiều khi mà các bạn quay những cái video chuyển động, các bạn đi lại hay thậm chí là các bạn chạy nữa. Thì Samsung đã nói rất nhiều về cái việc là quay video tăng cường chi tiết và giảm noise khi quay đêm. Thì khi mà mình được cầm máy lâu hơn ấy, thì mình sẽ trải nghiệm cho các bạn cái tính năng này nhé. Về chi tiết thông số camera của Galaxy S23 Ultra, nó sẽ có một camera góc siêu rộng 12MP, khẩu f2.2, camera chính 200MP, khẩu là 1.7, camera tele 1, nó sẽ có độ phân giải là 10MP, khẩu 4.9, cái này thì sẽ zoom quang được 10x và zoom tối đa là 100x, camera tele thứ hai là 10MP, khẩu f2.4 và zoom quang là 3x. Camera selfie của Galaxy S23 Ultra nó cũng có sự thay đổi khi mà Samsung sử dụng cái cảm biến 12MP Dual Pixel Autofocus thay vì là cảm biến 40MP như hồi trước. Thì 40 như hồi trước là gộp điểm ảnh từ một cái camera với độ phân giải là 10MP. Thì lần này thì mình nghĩ chất lượng camera sẽ được cải thiện hơn rất nhiều, bởi vì Samsung họ đưa AI vào camera trước này
Và chưa kể là camera này sẽ xử lý dùng AI để đo độ sâu trường ảnh và để chụp xóa phông nữa. Và camera selfie nó cũng sẽ có cái chế độ chụp chuyên nghiệp luôn. Nói đến chế độ chụp chuyên nghiệp thì Samsung đã nâng cấp rất mạnh về camera ở chế độ chụp chuyên nghiệp. Cụ thể thì các bạn sẽ có một cái chiếc máy S23 Ultra hỗ trợ chụp chuyên nghiệp với camera với độ phân giải 50MP, ảnh RAW 16 bit màu. Và cái chế độ Expert RAW nó cũng được tích hợp vào bên trong giao diện camera chính với hai tính năng là chụp ảnh thiên văn không cần tới bất kỳ một cái ống kính nào nữa. Và cái thứ hai là phơi sáng kép bị kết hợp 9 tấm ảnh thành một. Và Samsung họ trang bị luôn cái tính năng là quay thiên văn Hyperlapse với tốc độ quay tùy chỉnh lên tới tối đa là 300 lần. Và thật sự với mình cái việc cải tiến camera của Samsung Galaxy S23 Ultra nó thật sự làm mình rất ấn tượng. Và Galaxy S23 Ultra nó sẽ sử dụng viên pin là 5000mAh, sạc nhanh 45W và sạc không dây là 15W. Cả ba chiếc Galaxy S23 lần này nó đều được trang bị bộ vi xử lý Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy. Con chip được tinh chỉnh riêng cho dòng Galaxy với sức mạnh của nó. Nếu như mà đem so với con chip Snapdragon 8 Gen 1 thì CPU sẽ tăng 34%, NPU tăng 49% và GPU nó tăng 41%. Bên cạnh đó là Samsung họ cũng tăng cái không gian hệ thống tản nhiệt buồng hơi gấp 2.7 lần. Nên là thật sự rất là hứa hẹn về cái cấu hình của chiếc Galaxy S23 Ultra đợt này. Về dung lượng bộ nhớ, với chiếc Galaxy S23 và S23 Plus sẽ có RAM là 8GB. Galaxy S23 sẽ có tùy chọn bộ nhớ là 128 và 256. S23 Plus sẽ có bộ nhớ là 256 và 512. Với Galaxy S23 Ultra thì các bạn sẽ có 3 tùy chọn lần. Bản 256GB thì RAM là 8GB, bản 512GB và 1TB thì sẽ có RAM là 12GB. Và hiện tại thì các bạn đã có thể đặt hàng trước Galaxy S23 Series ở trên trang web của FPT Shop rồi. Chi tiết về giá bán và chương trình đặt cọc thì mình sẽ để ở phía link mô tả để các bạn có thể tham khảo rõ hơn nhé. Cảm ơn các bạn, và nếu như các bạn muốn mình làm gì thêm về Galaxy S23 Series có thể comment bên dưới, mình sẽ làm chi tiết về những cái nội dung mà các bạn yêu cầu. Và nếu như video hữu ích thì có thể để lại cho FPT Shop một like và một subscribe để ủng hộ tụi mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.